Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp luyện rồng. Hiện tại thì mình đã dời hai cái chỗ ấp trứng rồng qua đây rồi cho nó tiện á. Với cả là các bạn thấy cái thùng này đây không? Này rất là hay á nha. Tại vì với công thức đơn giản để làm ra một cái chỗ chứa nhung nham á thì mình có thể múc nhung nham trong này nè. Đó, cho vô cái lò ấp trứng rồng rất là tiện lợi luôn. Khi nào hết cái mình chỉ cần chăm nhung nham vô đây thôi là có thể dùng tiếp rồi. Rất là đã ha. Và cái trứng rồng Aztec trong chuyến khám phá hôm qua mình nhặt được á, mình vẫn chưa có ấp. Để mình coi coi. À, như vậy thì nó sẽ chạy bằng máy ấp trứng rồng bên đây. Cho vô. Chính xác, chính xác. Rồi, giờ thì ấp đi, ấp đi. Nôn nóng quá. Đấy là một em rồng mà mình thấy cái trứng thôi nha, đã rất là đẹp rồi. Không biết là khi mình kiểu như nở ra thì sẽ có hình dạng như thế nào ha. Khá là tò mò đây. Rồi, còn về đội hình rồng thì coi coi. Hôm nay mình sẽ rồng skill nữa. Chưa cho rồng skill xuống đây. Mình sẽ cởi rồng skill đi khám phá một xíu ha. Với cả là rồng skill khi cưỡi rồng skrill thì sẽ có một cách cưỡi khác. Thông thường là mình sẽ ngồi trên lưng rồng đúng không? Nhưng mà rồng skrill có gai trên lưng á, nên rồng skrill sẽ gấp mình lên á. Wow, tấn công coi. Ui, cũng được á. Mình thích cái cách cưỡi này. Như vậy thì mình sẽ không có bị hạn chế tầm nhìn á. Đó, mình có thể dễ dàng quan sát luôn. Được thật sự. Đây, cái con rồng Nether này. Đừng thấy nó dễ thương vậy mà ấy nha. Nó đã thịt hết cái đàn rồng của, ủa cái đàn bò của mình. Nether nè. Nhìn nó dễ thương vậy thôi chứ nó không có dễ thương như các bạn nghĩ đâu. Nó chuyên ăn thịt rồng á. Ui, mình ăn. Ui, tấn công nhầm. Hung dữ vậy. Ừ, hai con quấn lộn đi. Đúng rồi, mình cà kệ xong hai con bắn lộn luôn. Mình dương đông kích tay. Đúng rồi, cho hai con nó bắn lộn đi. Ủa sao bắn hụt kìa. Ui, con Nether này bắn hụt nè. Chuẩn bị tới mình bắn. Ui, sao bắn không được. Tới mình bắn nè. Mà nó trâu quá à. Nhìn nó dễ thương vậy mà thật ra nó không dễ thương tí nào cả. Nó gình nó thịt đàn bò mình mấy lần rồi. Mình rất là cay nó luôn. Tại vì nó thịt xong á, nó rất là nhanh nha, nó sẽ bay đi liền. Nên mình rất là khó trong cái khâu mà dí theo nó. Hôm nay mới có dịp mà cà khịa lại nó đó. Rồi, còn về cái trứng thì sao? Đầy rồi, cái trứng ấp gần xong rồi nè. Quá là đã luôn. Để coi coi. Ừ, còn cái này mình muốn khoe với các bạn nữa. Đợi mình xíu. Đây. Hơi tốn nhiều vàng của mình đấy nha. Đó chính là phòng trưng bày. Ở đây là cái chỗ để mình trưng bày những cái trứng rồng mà mình từng đi ngang đó nha. Đây, như rồng xương các thứ nè. Clan, Elemental, Halo các thứ ha. Hầu hết thì đều nằm ở trong đây nè. Ủa, hình như còn cái trứng rồng. Ui, quên mất. Rồng măng ghét mình còn chưa có nữa. Mình đem mình trưng bày luôn à. Sợ thiệt. Để mình đi up rồng măng ghét nha. Tại vì rồng măng ghét thì mình chưa có em nào hết. Đó, mình sẽ đi up luôn. Vậy là chuyến sau đi khám phá, khi mà gặp rồng măng ghét thì mình sẽ lấy thêm một cái trứng nha, để bỏ vô cái phòng trưng bày. Rồi, còn về cái trứng rồng bên đây thì up xong rồi nè. Ngon lành cành đào. Giờ thì cùng nhau chào đón hành viên mới thôi. Đi ra nha. Em đừng có qua đây mà xin ăn nha. Mấy em rồng này ha, gặp thức ăn là mắt sáng ha, như cái đèn ô tô đó. Rồi, giờ mình sẽ đập rồng này là rồng Aztec. Aztec. Đấy, spawn ra. Ê, đẹp thiệt. Ui, rồng này vừa ăn vừa hấu mà vừa ăn thịt được luôn nè. Được nha, vậy thì dễ nuôi quá. Để mình cho em này ở chế độ ngồi yên một chỗ đi. Thôi, mình sẽ cho ăn Raiden Treat ha, cho mau lớn. Coi hôm nay mình có cưỡi được hay không. Ở đây, ăn đi. Aztec.
Và em này cái mắt màu xanh xanh luôn á. Xanh rờn luôn. Mình nghĩ cái vẻ đẹp của em này là thiên về ở cái đôi cánh á. Mình thấy cái đôi cánh rất là đẹp luôn cơ. Không biết khi lên cái cấp 25 á thì sẽ có sự thay đổi như thế nào đây. Thử nha. Thử cho lên cấp 25 nè. Thôi nào, thôi nào. Skrill, tém lại em, tém lại, đừng. Đừng như vậy. Mấy em rồng này thấy đồ ăn là mắc tinh lắm. Ồ. Lên cấp 25 thì phần đầu lại có vẻ đẹp hơn. Mọc thêm nhiều sừng hơn nữa. Được đó nha. Nhưng mà em rồng này có vẻ là cấp 25 vẫn chưa cưỡi được. Tiếp tục cho ăn thôi. Sẽ cho lên ăn bằng rồng Skrill ha. Cấp 50. Đây. Cấp 50 là chắc cưỡi được rồi đó. Chính xác. Bay coi. Bay em. Ui rồng này bay nhanh vậy. Phanh lại, phanh lại, phanh lại. Rồng Aztec bay hơi bị nhanh luôn. Được thật. Ngon 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 nha, ngon nha. Đoạn tấn công thì có tới 8 quả cầu lận. Nên mình ta hồ mà tấn công luôn. Ui sao lại té đây. Tính ra cũng đẹp quá chứ. Không biết rồng Aztec có like được thêm với rồng nào không nhờ. Để một xíu mình vô trong kia mình coi thử. Còn ở đây rồng Mangus cũng đã up xong rồi nè. Mình sẽ cho rồng Mangus ra ha. Mangus. Măng nết chứ không phải măng ghét. Mình đọc nhầm. Măng nết ha. Măng nết. Đây. Úi giời. Dễ thương gì. Trời ơi. Tướng ục ịch ục ịch á. Được nha, được nha. Trời ơi, quá trời gồng dễ thương không. Rồi mình sẽ tiếp tục cho ăn tiếp. Mỗi em thì mình sẽ cho ăn tầm lên cấp 50 là vừa rồi đó. Nó kiểu không có quá bự mà cũng không có quá nhỏ. Đó là cái kiểu như là cấp mà mình thấy ưng ý nhất. Rồi order game à. Đừng nào, đừng nào. Lớn đi em. Chuẩn bị thay đổi hình dạng nha. Đấy. Lên cấp 25 phát là chuyển sang chế độ ngầu rồi. Hết dễ thương rồi. Được. Cũng được, cũng được. Ngầu ngầu. Ngầu ngầu như cái 3 chấm luôn. Rồi ăn tiếp đi. Đừng có giành ăn với em nào. Mới ăn xong 50 cái phần ăn rồi mà vẫn muốn dành ăn. Rồi xem phim. Cấp 50. Đây rồi. Úi giời ơi. Bay coi. Măng ghét thì bay không nhanh lắm á. Nhưng mà được cái là khá là ngầu luôn. Mặt với cái dáng á. Được 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 được. Rồi xem phim công đoạn ấp trứng rồng các thứ đã xong rồi ha. Bây giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục cái hành trình thôi. Tại vì với cái đội hình rồng hiện tại của mình thì mình còn thiếu một cái thành viên rất là quan trọng luôn. Đó chính là Night Fury. Tại vì với Night Fury á, thì mình còn có thể lai ra được rất là nhiều loài rồng khác nhau nữa mà rất là đẹp nữa. Thế nên là hôm nay mình phải tích cực đi tìm Night Fury mới được. Với cả là mình sẽ thủ sẵn theo những cái chìa khóa đây nè. Nhỡ mà gặp được những cái công trình á thì mình còn có chìa khóa để đột nhập vào nữa. Rồi và hôm nay thì mình coi coi. Ừ còn thiếu đồ ăn. Khoan khoan. Mình sẽ lấy đồ ăn thêm cho mấy em rồng nữa. Sẽ đem theo hai loại ha. Một cái là đồ ăn cho mấy em ăn cỏ, một cái là cho mấy em ăn thịt. Sao Skrill cứ đáp bịch 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 qua vậy. Mình cưỡi ai trước ta? Cưỡi Skrill trước đi ha. Xuống đây nào, xuống đây nào. Skrill. Này. Bữa nay sẽ cho Skrill đi chung với mình một bữa. Hôm qua là chưa có đi chung. Ui. Cày thế nhờ. Lại khịa nè. Cho đã ăn nè. Đừng khịa nữa. Ăn đi. Đấy. Còn mình với Skrill đi thôi nè. Trời ơi mình thích cái kiểu này ghê luôn á. Kiểu mình được em gồng nhấc lên trên bầu trời á. Đó rất là đã ha. Bị cháy ghê ơi. Ủa hôm qua mình ghé đây mình farm vẫn còn bình thường mà. Ui sao bây giờ nó cháy hết trơn rồi. Ê mình không biết gì đâu nha.
No, mình không biết gì đâu. Nó tự cháy rồi. Hay thế nhờ. Mà kệ làm sao đó, nó không sẽ không có cháy mất cái lòng spawn ha. Nên nhiều lúc mình qua đây mình vẫn có thể farm được những cái con trong cái danh trại đó tiếp. Chuyện xui rủi chắc mình không muốn đâu. Thôi, để bây giờ thì mình sẽ tiếp tục hành trình ha. Ủa rồi, Storm có tơ ngủ rồi hả? Cưới Skyrim một lúc mà chẳng lẽ như đài nhỏ nữa ta. Ok luôn. Đài đi ban đêm là kêu em gồng nào ra cũng ngủ khò khò vậy hả? Thôi đi tiếp đi. Chịu khó đi em ơi. Mình phải đi thì mình mới có những cái người anh em rồng mới chứ. Mình không thể nào mà lười biếng được. Ê! Ô! Ô! Nữa hả? Ê! Mình gặp được một cái hang rồng lại. Live Fury tiếp nè. Ôi, Live Fury. Đây, anh cho em ăn thịt nha. Nè, ăn thịt đi. Mời ăn đi nha. Đừng có ngại, đây mình nhau không mà. Đúng rồi. Nè, anh cho thêm miếng nữa nè, ăn đi. Ơ, no hả? Ok. Thôi, ui, em này, giờ mình mới để em này là Live Fury màu hồng nè. Giống như Live Fury của mình á. Đẹp thiệt. Đúng là rồng đẹp có khác á. Rồng đẹp còn đi theo đôi nữa chứ. Đúng là rồng đẹp đôi luôn. Ok, cảm ơn hai cưng nhiều nha. Trời, lâu rồi đó mới gặp Live Fury mà vừa đẹp mà vừa tốt gì á. Ngon luôn, mình sẽ có thêm trứng rồng Live Fury trong bộ sưu tập trứng rồng của mình. Yes. Quá sao đã. Rồi, giờ đi tiếp nào. Để coi. Ngoài Live Fury ra giờ sẽ tuyệt vời hơn gấp nhiều lần nếu như gặp được Night Fury. Khoan. Trước khi tìm tiếp thì để mình vô đây. Mình sẽ cho mấy cái tên pháp sư này biết như thế nào. Ủa cái gì đây? Gì đây em? Định chơi zombie nè. Nè anh chỉ cho. Sơi nó cái cưng. Đâu rồi, bay xuống sơi nó đi. Sơi tái nó. Mình phải huấn luyện em Skrill thành một em rồng chuyên về chiến đấu mới được. Đáp xuống đi nào. Sao không đáp xuống mà cứ bay hoài vậy, thích bay à? Rồi luôn, hiểu luôn. Ui da, còn đánh trúng Skrill nữa. Ui sao Skrill bay lắc quá à. Rồi em rồng này chuyên về bay lắc rồi, chứ không chuyên về chiến đấu rồi. Đó. Nhưng mà thấy đồ ăn là tôm tướp. Không hiểu luôn, anh em xương máu gì. Thôi xong. Toan, anh em xương máu gì là toan. Không được. Thôi. Ôi, vô. Mình phải đối đầu với ba tên pháp sư. Ui, mạnh nhi. Trời. Pháp sư sấm sét. Xài sấm sét. Mình sẽ núp cọc. Đúng rồi, mình núp cọc. Ui, sấm sét. Trời. Sấm sét mà gặp lửa lắm. Toan nha. Còn trưởng đồng đội của hắn nữa kìa. Mình có cung ạ. Một, không. Ui, trưởng sấm sét mình cơ. Trưởng sấm sét nè. Trưởng sắp xét. Trưởng nè. Ui, mạnh nhây. Trưởng nè. Hụt. Cung mạnh hơn nha. Đừng có đùa. Trời, một mình cân ba hơn. Hơi căng. Nhưng mà sao vẫn ổn với mình. Và cho mình một cái bùa. Wow, cũng được. Cái bùa này thì... Trời, sao chất lượng nó giảm yếu vậy. Nó trừ hết trơn của mình rồi. Sao mình dám đeo vô rồi yếu xìu luôn rồi sao? Cũng hơi toan á. Thôi giờ mình sẽ đi thôi. Ghé vô đây cà khịa xíu à. cà khịa một xíu thì vui ha. Chắc mình sẽ băng qua tiếp cái cánh rừng gỗ băng xa bự này đi. Không biết là trong cánh rừng này có tổ rồng Night Fury không nữa. Nhiều khả năng thì tổ rồng Night Fury sẽ nằm ở trong vùng núi ha. Nhưng mà mình cũng đừng bỏ lỡ những cái cánh rừng như vậy. Nói chung trứng rồng xuất hiện cũng hên xui lắm. Rồi. Ủa cái gì đây? What? Sao em rồng mình còn có xíu máu vậy? Ăn đi em. Ui giờ mới để Skrill ít xỉu máu hả? What the hell? Miền đất ô. Con này hung dữ. Hung dữ hả?
Mình có con này. Con giang hồ. Con xương giang hồ. Ở đây nó có một cái xe nè. Ê. Có mềm mại luôn á, mà thôi mình có cúp mềm mại rồi. Đây là một cái xe của người du mục hay sao á. Thôi để mình cho Scario ở đó ngủ đi. Mình sẽ cởi em Aztec đi. Mình sẽ chia ra mình cởi ha. Cởi đều luôn chứ không có thiên vị một bất kỳ em nào đâu. Lớn là mình sẽ cho đi khám phá hết. Ồ, phía bên đây có một ngôi làng ở vùng băng nè. Ê, còn có một ít băng nữa. Nó ngay cái làng luôn. Oh my god, man. Phải tiêu diệt con ít băng này thôi. Nó đang bị mất máu. Hình như là nó mắc kẹt vô cái nhà á. Mình sẽ tranh thủ lúc này mình tấn công đó. Ừ, trúng rồi kìa. Đúng rồi. Mình áp sát xíu được không ta? Mình sẽ áp sát quá thì hơi nguy hiểm. Đây. Ừ, tấn công như vậy thì được. Im. Ủa, nó tấn công lại. Bay né liền. Nó định phun băng mình á. Mà hơn là mình né kịp. Này thì định phun băng hả? Định phun băng nè. Nó định phun băng kìa. Phun băng hả? Một... chết chưa? Yeah, chết luôn. Này thì ít băng nè. Suýt nữa thì toang rồi. Rồi coi trong làng coi có gì không. À, có đồ ăn, có đồ ăn. Ngon lành. Được, mấy em rồng có thêm đồ ăn rồi. Đồ này kiếm thêm cho mấy em rồng. Bánh mì, à táo tốt. Có cá nữa nè. Cá là món ăn khoái khẩu của rất là nhiều em rồng của mình đó nha. Life Fury như cũng thích ăn cá nữa đấy. Được thật sự. Còn cái đe thì không lụm thì hơi phí. Rồi có thêm chút sắt với xương mang về cho rồng thôi. Ok. Còn có súp đáng ngờ nữa nè, mình sẽ ăn thử ha. Coi cho gì đáng ngờ không. Ồ, nó cho nhảy cao cấp độ 3 luôn. Dữ vậy. Im. Ngon lành đấy. Hai cái rương luôn nè. Quá tốt. Lượm hai cái rương luôn. Mở ngay tại nhà bác dân làng luôn cho máu. Đây, mở luôn. Ồ. Ra một cái sẻng. Rồi, ra cái quần. Quần này là quần... quần rồng. Cái quần này nó có tới 8 giáp lận. Nó mạnh hơn quần vảy rồng đúng không? Được, mình sẽ giữ lại. Cái sáng này đào chậm vậy? Chán chừ á, thôi, vứt đi. Rồi, giờ thì đi tiếp thôi. Tính cái vùng này cũng không có cái trứng... cái tổ rồng này luôn á. Dùng băng tuyết như vậy mà không có tổ rồng hết. Ủa, em rồng ngủ đâu vậy ta? Hình như em rồng ngủ đây. Đây. Mình sẽ xuống với em rồng đi tiếp thôi. Let go em. Bye. Rồi. Rất là ít khi mình gặp cái vùng băng tuyết như vậy á. Để chúng ta cùng nhau đi qua cái vùng này coi. Mình chưa có em rồng nào mà liên quan tới băng luôn. Liệu rằng hôm nay có phải là cơ hội để mình tìm thêm một em rồng ở vùng băng không? Thử nha. Đi cùng mình. Để coi. Có cái tổ rồng nào ở đây không? Mình nghi lắm. Ui, ở đây có tổ rồng cà lan nè. Mình đã có trứng rồng cà lan rồi. Mình sẽ lạn vô vùng băng đi. Tập trung vào vùng băng hơn. Ở đây là... ế? Hình như đây là tổ rồng Mungus. Nhưng mà nó bị một cái công trình nó chèn vô kìa. Không biết còn cái trứng rồng hay không nữa. Để mình vô trong đó mình kiểm tra thử. Kìa, có em rồng bị mắc kẹt giống rồi kìa, vô mình giải cứu thôi. Kịp hay không đây? Cố lên cưng ơi. Ôi xong nhỏ rồi. Cái công trình khốn kiếp. Cố lên cưng một xíu nữa. Cố lên. Sorry. Trời ơi, đó chưa nhiều lúc mấy cái công trình này nó khó chịu ghê thiệt. Một em rồng đã hy sinh một cách đầy thương tiếc luôn. Mình hết cách cứu chữa luôn. Mèn nét ơi. Cái quân này nó say gì đó, sống nổi không? Ở bên đây coi có cái tổ rồng không nè. Rồi bạn đời của em rồng kia đã ra đi rồi.
buồn của em. Thôi chia buồn nha, đi tiếp thôi em. Mình không ôi còn đánh mình nữa. Ê. Trời ơi, ta cứu không được còn đánh người ta nữa trời. Không vậy, không ăn vậy. Người ta muốn cứu chứ bộ, mà cứu không kịp thôi. Gì mà cũng bắn người ta nữa, hung dữ thiệt. Thôi sẽ qua đây tiếp. Ô lại có thêm một con ếch băng. Ái chà, ái chà chà, ếch băng nè. Tỉnh dậy đi cưng, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. À nó định tấn công mình đó, nó định tấn công mình đó, nhưng mà đâu có dễ. Mình sẽ cho em rồng cấu rỉa máu trước rồi mình sẽ vô quýnh nó sao. Bỏ xong cơ hội của mình, vô thôi. Lượm lượm phải lấy bắn nào. Lẹ đánh lẹ. Ủa nó trồi lên rồi, nó trồi lên rồi này thì trồi lên. Trồi lên hả, lượm luôn cái pha lê băng quá xa đã. Ô và cái vùng này nó có nhiều ngọn núi tuyết thế nhờ. Để mình thử lên, bay lên một lúc coi. Rất là nhiều ngọn núi tuyết khác nhau ở bên đây luôn nè. Như vậy không biết tìm rồng kiểu gì đây. Ủa trên đây là rồng gì mà lạ vậy? Khoan, đây là một loài rồng mới, mình mới gặp luôn. Mình bay chậm lại mình coi tên coi. Không có tên kịp. Ui. Không có tên kịp. Đây. Rồng này cấp 6 mét rồi à. Grimson Gugu Grimson gì đó. À, chỉ là đây là một loài rồng mới rồi, lần đầu tiên mình gặp luôn á. Này bên đây thì có Life Fury bay chung với một em rồng nào đó. Mình gặp rồng mới nhưng mà không thấy tổ rồng mới này. Kỳ thiệt. Có vẻ đây là cái chỗ khá là khắc nghiệt ha, nên muốn tìm được tổ rồng cũng hơi khó. Băng tuyết không à. Ui giời ơi, ở đây thì có tổ rồng Berteris. Mình đã có rồi ha. Lượm lượm ở đây, lượm ở đây. Thử một ngày đi hết vùng băng coi. Coi chẳng lẽ mình xui tới mức không có gặp được một cái tổ rồng nào sao. Không tin đâu. Rồi nãy giờ cưỡi cưỡi cái em Attack này có vẻ không nhân phẩm lắm. Đây mình sẽ đổi em một xíu ha. Đi ngủ đi em, cho em đi ngủ đó. Giờ tới Măng nết đi em. Let's go. Trên trời có em rồng gì đây? Rồng gì lạ vậy? Màu đỏ luôn kìa. Ui, tính ra cái vùng băng này hơi bị nhiều rồng mới mà mình chưa gặp luôn á. Hồi nãy giờ quá trời rồng mới rồi. Lượn qua đây được. Chứng tỏ là ở vùng này sẽ có cơ hội gặp được những cái tổ rồng đó. Tại vì có tổ rồng thì mới có những em rồng bay lang thang như vậy chứ. Cố lên nào cưng ơi. Qua đây xíu nữa coi. Cái vùng này nó trắng tinh luôn á trời. Mình nhìn muốn hoa mắt luôn. Đây qua đây thôi xíu. Ui giữa cái hồ băng mà còn có chỗ mấy tên pháp sư nữa coi. Ui, gồng hoang dã, nè. Đụng với mấy con đó mệt lắm. Ý, ở đây còn có ngôi làng băng nữa. Cái ngôi làng băng này mình có thể vô đổi mấy cái sapphire các thứ ha. Cũng hay. Mà thôi đi, mình nên đi tiếp tìm trứng rồng đi. Còn núi kia là gì đây? Thử bay lên cao nè. Còn núi này vẫn không có trứng rồng. Come on man. Có rồng rác. Ui hai rồng rác luôn. Ê Nè. Thấy rồi. Yes. Hình như đây là một chỗ của trứng rồng. Dừng lại các em ơi. Đây rồi. Đây là. Ê. Cái này sao có không khí Giáng sinh đó nhờ. Có kẹo ngọt nè. Hình như đây là rồng liên quan tới Giáng sinh thì phải. Kìa, trứng rồng bên trong. Đây là trứng rồng. Oh what the hell.
Ủa cái trứng rồng này là cái trứng rồng mình chế tạo được mà. Cái gì vậy? Ủa giỡn mặt hả? Cái Iron Egg này là mình chế tạo được. Ui, không biết nên buồn hay là nên vui nữa đây. Vui thì gặp được một chỗ có trứng rồng, nhưng mà buồn là trứng rồng này, trứng rồng mình chế tạo được. Cây tê nhờ. Ồ, ở đây có con rồng nè. Ui, rồng gì mà cái đầu đẹp ngầu vậy. Không sao, sao đi tiếp em ơi. Mình đã có thể tìm được một cái tổ rồng rồi. Thì mình tin chắc là sẽ có những cái tổ rồng tiếp theo ở gần đây thôi. Cố lên em, nhân phẩm mình đang lên lại rồi đấy. Mình lại gặp thêm một cái chỗ ngôi đền cua nè. Ở đây thì mình sẽ có được một cái essence nước ha. Đây, kích hoạt lên. Chiến đấu nè. Kiếm thêm. Sẽ quá nhanh gọn. Cua, vô đây. À, cua. Cua lụm liền được một cái water essence á, rất là êm easy liền. Rồi phía bên đây là hình như là vẫn là một cái kiểu như ngôi đền bỏ hoang thôi. Mình cứ tưởng là chỗ trứng rồng chứ. Thôi vậy thì đành phải đi tiếp thôi. Tới vùng đồng bằng mà vẫn chưa gặp được trứng rồng nữa. Hôm nay mình thật sự là không có duyên với những cái trứng rồng mới rồi. Trời ơi, đi tới đi lui gốc cuộc trở lại, trở về chỗ cũ nè. Vậy là hồi nãy tới giờ là mình đi được một vòng rồi đó. Đúng một vòng luôn. Mèn đét ư. Không chỉ vậy, mình còn gặp được bộ tộc OT nữa nè. Ai chà chà, căng vậy. Ê, từ, nó tấn công trúng em rồng mình rồi sao? Con này đi ra chỗ khác. Đi ra chỗ khác. Để làm gì em rồng của ta? Đi ra đi. Em rồng ở đó đi nha. Đừng đi theo anh nha. Đừng đi theo. Nguy hiểm lắm. Tại vì bây giờ mình sắp chiến đấu với cái con. Ui, em rồng vào vô chiến đấu luôn kìa. À con này. Ui, dám đụng vô hay em rồng yêu dấu của ta. Con này láo tét. Mình có nên dùng trọng không ta? Mình mà vô. Thôi tốt nhất là nhốt. Nhốt em vô trong lại. Một mình chiến đấu thôi. Nguy hiểm thì một mình chịu. Nè con này chơi chặn độc. Này. Ô nó để luôn. Ô né. Cẩn thận. Ô. Hắn dùng chùm tia mặt trời. Chùm. What? Mạnh nhai. Dùng từ chiêu cuối nè. Láo tét hả? Oh my god. Rồi mình lượm luôn cái mặt nạ rồi. Ủa đâu rồi? Ủa mình lượm cái mặt nạ xong mất tiêu rồi. What? Hình như bị lắc luôn rồi. Mình giết cái tên tập trưởng xong bị lắc luôn rồi. Đấy phải ao ra vô lại thì mới được. Còn mấy tên, hình như hồi nãy hắn dùng cái tiệt chiêu cuối phát á. Mấy tên đàn em đi hết trơn rồi. Trời ơi. Mình định vô mình thăm ngàn thêm một vài tên đàn em á. Hình như mình đeo cái này vô mình có thể mình có thể tạo ra đàn em nè. Ok vậy là cũng được. Mình có một đàn em. Không tới nổi ha, cũng còn một đàn em thôi. Rồi sau khi mình hết nguy hiểm rồi, mình sẽ cho em rồng đi ra bên ngoài bình thường thôi. Tại vì hồi nãy mình sợ là cái tên kia tấn công xong rồi em rồng bị dính sát thương nhiều quá ngất xỉu nữa thì không đáng á. Đi đi tiếp thôi. Ồ vùng này đang mưa luôn hả? Wow. Ok mưa thì mưa đi thôi. Sợ gì? Bên đây thì không mưa đâu, bên đây thì thành bão tuyết luôn rồi. Quá trời tuyết dày đặc rồi kìa. Không sao. Nơi nguy hiểm nhất là nơi dễ. Ủa nơi khắc nghiệt nhất là nơi dễ có trứng rồng nhất. Phải vô những chỗ như vậy thì may ra. Thì ở dưới có con ngồng biển kìa. Thôi, con đó là cực kỳ nguy hiểm luôn.
Mình né nó ra, và ở dưới này nó có cái đường vô giống như cái... À cái này là cái hang thôi, trời ơi mình tưởng cái đường vô tổ rồng chứ. Mình khát khao có được trứng rồng tới mức mình nhìn cái hang mà tưởng tổ đường vô tổ rồng đấy. Là hiểu rồi đó. Bữa nay quá là buồn luôn. Nó không cho mình bất kỳ một cái tổ rồng mới nào ấy. Su cà na thiệt. Cái này phải tổ rồng Thunder Room không vậy? À không, cái này là Sea Soccer. Có rồi, có rồi. Tưởng đâu có Thunder Room chứ. Thunder Room thì mình chưa có trứng rồng. Không biết tìm trứng rồng của Thunder Room ở đâu ấy. Khó nhờ. Tới giờ vẫn chưa có được em Thunder Room nào. Rồi bây giờ tới cái vùng nào đây? Đi tới vùng sa mạc tiếp rồi. Ê, khoan khoan. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Tới rồi em Đồng ơi. Quý rồng gì mà đẹp vậy? Ê. Vừa tới sa mạc đó gặp luôn. Đây là một loài rồng rất là đẹp á. Có cái vẻ gì đó rất giống một cái con mèo á. Cái mặt á. Cái đây là rồng Night Stalker. Wow. Ôi nhìn em này có vẻ hung ăn á nha. Mà không biết lấy trứng rồng xong có bị quýnh không. Giữ khoảng cách trước đã. Giữ em rồng lại. Em rồng đâu rồi, em rồng. Phải bắt em rồng lại cho chắc. Xong phim. Mình sẽ tham quan cái chỗ này. Ê, 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 bình tĩnh. Ăn gì, ăn thịt. Đây. Rồi ăn xong được có ăn thịt. Tu nữa nha trời. Tại vì thấy vàng ở đây, để ở đây thì nó lâu ngày nó hư rồi, nó cũ á. Nên có ý tốt, người ta muốn... Muốn giữ giùm thôi. Đây, đó. Ngọc lục bảo. Nice. Trong này có gì không? Ui, cái này là chỗ của Pharaoh. Ghê vậy. Quá xa êm. Ui, có vàng nữa nè. Ấy chà. Lần đầu mình mở gương trong đây kiếm thêm được miếng đồ á. Được thiệt á. Mới tới vùng sa mạc thôi là có một cái trứng rồng mới rồi. Night Stalker. Stalker. Quá xa im. Được được. Phải có vậy thì mình mới có động lực chứ. Rồi đi tiếp thôi em rồng ơi. Ui bị lắc hay sao vậy sao? Ờ hình như bị đơ tiếp à. Mình không kêu em rồng ra được này. Đấy. Ngon lành cành đào đấy. Thì coi vứt cái gì đây. Xương vứt cái đi. Mấy khúc xương rồi mà. Giờ vứt mấy khúc xương mà cưỡi rồng rồi đi tìm thêm vài cái trứng rồng nữa thì đẹp. Úi. Mới nói. Ú. Ngon lành. Vô hút rồi. Đây là chỗ của rồng. Gì ta, để mình nhớ coi. Quên mất tiêu tên rồi. Em đó là gì ta? Nightbringer đúng không? Hình như là Nightbringer thì phải. Đây đây, đường vô đây. Hơi bị đẹp luôn á. Cái này giàu nhờ. Mấy em gồng ở sa mạc đúng giàu luôn. Dốt nào cũng có rất là nhiều vàng mang về á. Thích cũng chết à. Ui, em rồng quên nữa. Đừng có bay lung tung nữa em ơi. Chụp lại. Để em thôi, rồng bay lung tung rồi. Bị rồng khác ăn thịt á. Đó, hốp đồ. Hãy vô đây làm phải hốp luôn cái trứng ha. Coi bây giờ thấy lúc mình phải vứt một cái gì đó rồi đó. Mình đắn đo chắc mình phải vứt khoai tây thôi, ở nhà mình có chồng mà. Vứt cũng được, để lấy cái trứng rồng này. Mình không nhớ hết là mình trong bộ sưu tập trứng rồng mình những trứng rồng nào chưa lấy á. Nên bây giờ có thì mình cứ lượm trước đi. Để em thôi về nhà mới nhớ là. Ở đây còn có cái đầu rồng nữa nè. Quá đẹp luôn. Lượm đầu rồng. Hết rồi. Ok. Còn cái trứng rồng Bon Knapper thì mình đã có rồi á. Nên mình sẽ không lượm đâu. Ở đây còn vàng nữa nè. Quên nó ta. Lượm luôn. Xong phim. Quá đầy đủ rồi ha.
tới hồi gần đi về rồi nó lại dụ mình, nó cho mình cái đống trứng rồng như vậy đó, sao mình nở về đây. Ê cái tình, cái này nó cứ trêu ngươi mình thôi. Đi em ơi. Công việc đầu tiên là mình sẽ kiểm tra lại coi. Nightbringer. Nightbringer. No. Yeah. Nightbringer để vô liền là đẹp. Đấy, cho vô bộ sưu tập ha. Còn trứng rồng Life Fury mình cũng chưa có nè. Life Fury mình sẽ đặt ở đây đi. Rồi mốt có Life Fury giờ mình sẽ đặt ở đây nữa là đẹp liền. Còn trứng rồng sắt. Trứng rồng này mình cay lắm nè. Mình lượm dùng băng á, mình coi mình up được không. Ui cái gì. Ui sao Nightbringer bị nổ tung rồi. My friend, cái gì đây. Cái trứng sắt này làm gì mình up được. Biết ngay mà, bịp rồi. Thiệt luôn á. Nhưng mà không sao, bữa nay chiến lợi phẩm bội thu nhất chắc là em rồng. Đâu rồi ta, mình đặt ở đây. Trứng rồng Night Stalker ha. Trứng rồng này mình thấy cái mặt á rất là giống một cái con mèo luôn. Nè, lỗ tai rồi bấm bông tai các thứ nè. Rất là dữ ha. Thôi, và nói chung thì hôm nay chỉ được có đúng một cái trứng rồng mới ha. Nhưng mà đánh đổi lại là mình phát hiện ra có thêm vùng băng á. Đó là cũng là một vùng để mình kiếm thêm những em rồng liên quan đến băng. Mong rằng những chiến quá sau thì mình sẽ may mắn hơn trong việc tìm kiếm những cái trứng rồng. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chiến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chiến khám phá kế tiếp may mắn hơn. Còn bây giờ thì bye bye.